Sáng ngày 27 tháng 7 năm 2019, tại nhà tưởng niệm Tổ quốc ghi công xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Nhà Bè đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, cầu quốc thái dân an, nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ, 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Quang lâm chứng minh và tham dự lễ tưởng niệm có Hòa Thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố. Hòa Thượng Thích Quảng Tấn, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Nhà Bè. Hòa Thượng Thích Thiện Từ, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Trưởng Ban Trị sự quận Nhà Bè, Trưởng Ban Tổ chức. Ni sư Thích Nữ Như Thảo, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè, cùng Chư Tôn Đức chứng minh, Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, 24 quận huyện và Ban chức sự các trường hạ trong địa bàn thành phố. Đại diện chính quyền tham dự có ông Trần Văn Sáng, Ủy viên Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhà Bè, đại diện các cơ quan trong quận và phường 12 sở tại, cùng với đông đảo quý Phật tử, các gia đình có công với cách mạng. Thay mặt ban tổ chức phát biểu khai mạc buổi lễ, Hòa Thượng Thích Thiện Từ đã ôn lại truyền thống đấu tranh giữ nước hào hùng của nhân dân ta, khẳng định vai trò to lớn của Đảng, của Bác Hồ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp đó, đại diện chính quyền đã gửi lời tri ân đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Nhà Bè. Thay mặt Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa Thượng Thích Thiện Đức nhấn mạnh, chiến tranh đã đi qua hơn 1/4 thế kỷ, quá khứ đau thương đã dần khép lại, chân trời mới đang mở rộng ra dần, đất nước Việt Nam ngày càng phát triển mạnh về mọi mặt. Có được cuộc sống ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay, chúng ta không bao giờ quên được sự hy sinh cao cả của những người con ưu tú của Tổ quốc đã ngã xuống để bảo vệ quê hương Việt Nam thân yêu. Vì thế dù sống ở nơi đâu, làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng không thể nào quên được những năm tháng hào hùng của thời chiến tranh vệ quốc vĩ đại, thể hiện khí phách hào hùng của một dân tộc. Trong không khí trang nghiêm của đại lễ, toàn thể Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý đại biểu cùng đồng bào Phật tử đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân và cầu nguyện anh linh các anh hùng liệt sĩ vì quốc hy sinh, đồng bào tử nạn trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Với Phật lực gia trì, năng lực chú nguyện của Chư Tôn Đức Tăng Ni, tiếng kinh siêu độ, một dạ chí thành, lắng lòng thanh tịnh, cầu nguyện anh linh các anh hùng chiến sĩ, những người có công với Tổ quốc, đồng bào tử nạn đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, luôn được thảnh thơi trong cõi tịnh, cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao tặng 100 suất quà tri ân, động viên các gia đình chính sách, thương binh, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Đại lễ tưởng niệm cầu siêu anh hùng liệt sĩ thể hiện tinh thần tri ân báo ân của Đạo Phật, đạo lý uống nước nhớ nguồn, nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.